Dạ sư cho con bạch sư một việc, con là nam đã có gia đình được hai cháu, một bé gái lớn, một bé trai được 6 tuổi. À rồi, ý là vị này nguyện và cầu xin để cho hai bé nó được xuất gia. À, cầu xin cho hai bé được xuất gia và nguyện là gánh nghiệp cho giùm cho hai đứa nhỏ, để hai đứa nhỏ nhẹ nghiệp để xuất gia, thì như vậy có được hay không? Đại loại là như thế. Thứ nhất á, mình muốn nguyện cái gì á thì nó phải đúng bài đúng bản thì nó mới có kết quả, chứ còn mình nguyện mà sai á thì nó cũng không có kết quả ha. Nguyện đúng bài bản là như thế nào? Đó là khi mình làm phước và sau đó đó mình phát nguyện. Ví dụ như mình bố thí cúng dường rồi sau đó mình phát nguyện, và tốt nhất á là mình hướng tâm mình đến Tam Bảo, chứ đừng có hướng tâm đến một cái vị thần nào hoặc hướng tâm đến một cái biểu tượng nào, bởi vì có một số cái nó chỉ là biểu tượng thôi nha. Tốt nhất là chúng ta hướng, một là hướng tâm đến Phật, hai là hướng tâm đến Tam Bảo, chứ đừng có hướng tâm đến một cái đối tượng nào khác. Khi mình hướng tâm đến Tam Bảo, hướng tâm về Phật, sau khi mình làm phước thì mình phát nguyện, thì như thế cái lời nguyện của mình nó dễ thành tựu hơn. Và cái thứ hai là mình có nguyện cái gì á thì mình nguyện trước khi mình đậu thai, chứ không phải là mình nguyện sau khi đã đậu thai rồi nha, nó mới chính xác. Thí dụ như gia đình mình hiếm muộn hoặc là gia đình mình muốn có con thì có thể làm như thế này nè, là mình làm phước, sau đó hồi hướng phước đến chư thiên, rồi mong nguyện với chư thiên á là gia đình tôi có cái nguyện vọng là hộ trì một cho đứa con của tôi xuất gia, cho nên á vị trời nào hoan hỷ thì có thể làm con của tôi, thì tôi hứa là tôi sẽ tạo mọi điều kiện để cho sau này lớn lên có thể xuất gia. Thì như vậy á, vị trời nào cảm thấy hoan hỷ thì vị ấy có thể đồng ý và làm con của mình. Tức là trước khi đậu thai thì sự kiện đó mới có thể xảy ra. Còn sau khi đã đậu thai rồi thì cái lời nguyện đó nó chỉ là nguyện suông thôi. Rồi cái nguyện thứ hai á, là nguyện cho con của mình xuất gia. Thì thứ nhất á, là nó cần phải tương ứng với cái mong muốn của con của mình. Chứ kẹt nhất á, là mình muốn con của mình á, làm cái chuyện mà mình muốn, chứ không phải là làm cái chuyện nó muốn. Nha, đứa nhỏ nó muốn xuất gia thì nó mới xuất gia. Còn đứa nhỏ nó không muốn xuất gia thì mình làm sao mình lại có thể ép nó xuất gia được. Tại vì á, do tùy theo cái phiền não của chúng sanh đó nữa. Có khi á, cái nguyện thì ai cũng nguyện tốt hết, nhưng mà cái phiền não nó làm cho người ta đổi nguyện. Thế hồi lớn rồi, thí dụ như lỡ thương người dân cái tự nhiên là hết muốn đi tu, hoặc là tự nhiên là thấy đi tu kham khổ quá, mà hồi xưa giờ mình ở sung sướng quá cái cũng chẳng muốn đi tu, hoặc là đi vô chùa thấy mấy ông thầy chùa ở đây tà kiến quá, từ đó có ác cảm luôn với tăng đoàn rồi cũng khỏi muốn đi tu. Cho nên ấy, cái chuyện mà xuất gia của một người nó có rất là nhiều những yếu tố, và điều quan trọng nhất là đương sự có muốn xuất gia hay là không. Cho nên á, tốt nhất là khi mà mình có hướng thì tốt, rồi khi con mình mà muốn xuất gia thì mình không có cản thì cái đó cũng tốt. Nhưng mà
Cái quan trọng vẫn là nguyện vọng cá nhân của con mình. Đừng có bắt con mình làm thay mình ha. Rồi đó, đó là những cái mà sư muốn chia sẻ với quý vị. Và không biết Đại Đức Tuệ Tường có suy nghĩ như thế nào về vấn đề này? Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Nên câu hỏi này cũng nói chung là tuy thấy có vẻ dài nhưng mà thực sự vấn đề chính thì đúng như thực sự đúng như thì đúng như Đại Đức Hạnh Tuệ diễn giải rất là tường tận, rất là chi tiết mà thưa sư thấy rất đầy đủ rồi. Thực sự giờ bổ sung thêm bổ sung gì, cho nên là chị cũng chỉ có lời khuyên là cái vị mà hỏi câu hỏi này nè đó có lưu tâm, thật sự lưu tâm đến cái vấn đề mà mình muốn hỏi thì chỉ cần nghe chậm rãi nha, nghe chậm rãi và lắng nghe tâm nghe những cái điểm chính mà Đức Hạnh Tuệ khuyên đó, và mình nghe rồi mình thực hành theo đó, thì mong rằng sẽ đạt theo đúng cái sở nguyện của quý vị. Dạ, xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Hồi nãy sư quên là còn cái vụ mà gánh nghiệp nữa, thì sẵn sư nói luôn ha, cơm ai ăn nấy no, nghiệp ai làm nấy hưởng. Mình chỉ có thể tạo điều kiện cho người khác thôi, chứ còn nghiệp thì mình không có gánh giùm được, nhớ nha. Không có cái vụ là gánh giùm nghiệp được ha. Cho nên mình nguyện là mình nguyện vậy, nhưng mà do cái lời nguyện đó trái với nhân quả cho nên là nó không có thành tựu ha. Và sư qua câu hỏi tiếp theo.